chào các bạn. Mày cái nhà mình đi là quán. Đây là quán này. Rất là hấp dẫn luôn. Rồi mời tính tòa chà bá luôn nè. Đi bò. Wow. Nhanh hết rồi này các bạn. Ngon quá. Không nhận. Quán này thì giá 5 triệu. Đó. Nó to luôn rồi. Ăn hết rồi. Quá ngon luôn. Cái gì bây giờ thì mấy bạn dưới cái quán là mì quán thích này là ủng hộ nha. Quá ngon. Quán này. Còn nhìn thấy đây nhận là cái quán rất là đông. Quán xem vào đi mới. Rồi, hai các bạn. Hai. Hai rồi. Kem. Kem này lại ngon hết. Có buồn. Có buồn. Rồi, có buồn. Nguyên tập đơn này ai cũng ngon, cũng ba kem này. Kem ngon quá, ăn kem ngon hết. Ngon lắm. Ngon quá, ngon quá. Ngon. Ngon tuyệt của mèo. À. Trai đẹp ăn kem. Bố vừa ăn đường này. Bốn mùa anh phải gọi là bốn mùa vợ anh đâu quên đâu vậy đi vì đi đang kéo bên chương. Rồi, có mì ngon rồi nha. Hai bà vô các bạn. Chào các bạn. Hôm nay là nhà mình đang là ở Đà Nẵng này. Rồi. Vô. Đang nhậu. Vô chào chị chào, chào với chị dâu. Vô. Chị dâu. Hai bạn nhỏ hô lên. 1 2 3 vô. Chô dạ. Đây là cá đuối nước. Đây cá đuối nước. Đó. Đi cá nhanh nhanh. Ôi cầm cho ăn này. Bà chiếm là bà chiếm tiếp rồi. Đây là chiếm tiếp chứ đâu phải góc đâu. Ăn đi. Rồi bơ chén này. Đây này bỏ cái ớt vào bên này đậm. Bơ chén. Anh thử cá thôi. Đây, xem một hồi là cá đuối nướng cộng với là chiếc chiếc nồi cháo nữa là thịt trơn hết rồi. Bây giờ ta được món mới. Đây. Món này lẩu hải sản. Ở Đà Nẵng bún nè ké và đây biết là gì không cộng rau muống. rồi bây giờ cùng xơi nha. Tôm nè,
đầu sò. Đó. Mấy món này là con nghêu. Nghêu là hết. Hết. Mực. Mực. Tôm. Tôm. Món này biết không ta? À, món này là món là chưa chuột. Có, món này món đặc sản. Ơi. À, đây là sau 30 phút. Sau 30 phút. Rồi, hồi nãy là quên giới thiệu thì tao cháu nó lúc chắc đây mà bây giờ ăn không được hết không? À, ngon quá. Còn nhà hai cháu thì đánh rất là ngon. Ngon là mất hết rồi. Rồi.